Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Thì cũng rất là lâu rồi mình không có làm video để phục vụ anh em. Thì ngày hôm nay, nhân tiện server của mình là server realmu.net đã được update lên season 18.2. 18.2 nha anh em. Đấy. Thì trong cái season 18.2 này nó có rất rất là nhiều thay đổi, là cả lần là lượng đam đẹp của mỗi nhân vật cũng như cả cái cách update cái vật phẩm, nâng cấp vật phẩm mới đã được thay đổi nha anh em, đã được thay đổi rất là nhiều. Thì một trong số đó là cái cách Edwin, nó sẽ đã thay đổi hoàn toàn luôn anh em, gần như là hoàn toàn đấy. Thì cả cái thay đổi đó nó đã được chỉnh sửa như thế nào và giờ bây giờ thì chúng ta phải Edwin ra làm sao mới có thể nâng cấp được, thì tất cả những điều đó thì sẽ có trong cái video ngày hôm nay nha anh em. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có cả cái vật phẩm mới đã được thêm vào ở season 18.2 đối với cái việc nâng cấp cánh. Nhất là cái này gọi là ở server của mình gọi là Wing 1 HD Relic đấy, hay nhiều người gọi là binh phép đấy anh em, binh phép cánh màu trắng đó, binh phép cánh màu lam đó, binh phép cánh cấp 3 và binh phép cánh cấp 4 đấy, mình gọi như thế cho nó dễ anh em. Thì cả cái binh phép này được chế tạo như thế nào đấy, từ cả binh phép đầu tiên luôn, thì trong video này mình sẽ làm sơ qua một lượt và sẽ chia sẻ với anh em cách úp nó lên. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi đến với ta sẽ đi đến với nhân vật Chào Cô Binh đó. Bây giờ Chào Cô Binh đã được thay đổi lại nha anh em. Chúng ta chọn dòng đầu tiên và ở đây nó sẽ có compile, và trong mục compile của Go Binh Guild này thì nó sẽ có rất là nhiều mục anh em có thể thấy, và đập vào mắt của anh em là nó sẽ có, đúng ra là nó sẽ như vậy này anh em. Đấy, anh em sẽ phải click chuột xuống và nó sẽ có cho anh em là cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, Win Bow đó, Win Quỷ và Win Event. Ở Win Event thì nó sẽ là Win Cần Quơ nha anh em. Rồi, đối với con Queen Quỷ dự này thì nó có thể là tạo ra là Queen 2.5. Đấy, mình có thể chế tạo Queen 2.5. Tiếp, chúng ta sẽ Queen Bow là có Queen 2 hoặc Queen 3. Và Queen Bow thì chúng ta sẽ không tra dè cũng như là không cấp làm vật phẩm nâng Queen 4 được. Đó, nên anh em lưu ý. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ quay trở về với Queen 1. À, ban đầu cái gì phải có khởi điểm phải không anh em? Vũ khí trao. Đó, anh em có thể đưa vũ khí trao vào đây và nâng cấp nó lên. Rồi, chế tạo Queen 1 Relic là cái này này anh em. Thì anh em sẽ phải cần, đây là metal material, tức là cái nguyên liệu chính để có thể chế tạo lên binh phép cấp 1. Đấy, là binh phép này này anh em. Đây, binh phép cấp 1 này thì nó sẽ yêu cầu một trao cái vũ khí trao cộng 4 hoặc là 4 option. Đấy, và một bên một trao một sụt thì anh em có thể tạo ra cái binh phép này. Rồi, tiếp để chế tạo được win. Rồi, làm thế nào để chế tạo được win 1 thì chúng ta sẽ, đầu tiên chúng ta sau khi chế tạo được cái binh phép cấp 1 anh em, thì anh em sẽ kích chuột phải vào, và ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ may mắn của chúng ta lên, tăng cái tỷ lệ may mắn thành công anh em. Ban đầu thì chỉ có 20% thôi. Nếu như mà anh em có Lister Spirit Stone này thì anh em sẽ tăng được phần trăm may mắn lên đấy. Và viên này thì chúng ta có thể chế tạo ra được từ viên, từ đồ thường anh em, từ đồ thường. Rồi anh em có thể để ý mắc là 100%, nếu như mà chúng ta bỏ 16 viên này và không cần bùa Isalan lắc luôn. Đấy, không cần bùa Talisman lắc luôn. Tao vẫn có thể chế tạo ra được ra cái bình phép. À, được một cái win 1. Đấy, win 1 như này anh em này. Rồi, mình chế tạo luôn nha anh em. Đấy. Ta có thể chế tạo được một win 1, và win 1 này sẽ là random nha anh em. Sẽ là ra bất kỳ, chúng ta không biết được là nó sẽ ra win 1 gì đâu, và ộp có lắc hay không, chúng ta không biết được. Rồi, ok chưa? Tiếp. Rồi làm thế nào thì chế tạo win 2? Đối với chế tạo Win 2 thì chúng ta sẽ phải chế tạo binh phép cấp 2 này anh em. Thì để chế tạo binh phép cấp 2 này thì chúng ta sẽ cần một cái Win 1 này anh em này, cần một cái Win 1 này cộng 9 trở lên hoặc là cao hơn, và có 4 option. Đây thì mình đã chuẩn bị một cái Win 1 cộng 15. Đấy, mình bỏ vào. Và chúng ta sẽ cần một cái Lock Fitter nhé nhé. Cái Lock Fitter là một cái lông, một cái lông 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 cấp 2 đấy. Còn đây mình không có rồi, thôi mình bỏ qua cái này luôn. Thì chúng ta cầm 3 thì chúng ta sẽ tìm một cái bình phép cấp 2. Rồi tiếp tục, sau khi có bình phép cấp 2 đấy, sau khi có bình phép cấp 2 thì chúng ta cũng có thể chế tạo random đã Win 2 nha anh em. Và ở đây mình sẽ cần là Đại Inter Spirit Stone. Đó, mình đọc ngắn bản tắt thôi, Đại Inter này. Đó, nâng cấp lên, nâng cấp lên. Rồi, rồi về viên Inter này nó kiếm được ở đâu? Ok cho anh em. Viên Inter này kiếm được ở đâu? Mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Chúng ta sẽ cần một cái đô Excellent cấp cao nha anh em, cộng 9 trở lên và 4 hộp. Và chúng ta sẽ vẫn chọn vào Chào Cô Binh, và chúng ta chọn vào Magic Stone Combine. Đấy.
ta quăng nó vào. Ở đây thì nó sẽ có hiển thị cho chúng ta là 8 đến 9 viên có thể tạo ra. Ok, chọn. Anh em thấy chưa? Mình có được 8 viên. Đó. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Win 2. Rồi, chế tạo Win 2, chúng ta sẽ đưa nguyên liệu vào. Đó. Đưa cái bình phép cấp 2 vào, sau đó chúng ta sẽ tăng lên 8 viên. 8 viên này, Inter Spirit Stone, và chúng ta đạt được 90%. Và ở đây chúng ta có thể chọn được Talisman Luck để tăng thêm 10%. Và tỷ lệ của chúng ta bây giờ là 100% tạo ra Win 2. Anh em xem nhé. Đó. Mình tạo ra một cái Win 2 Luck của RF. Đó. Tất cả là random nha anh em. Random tất cả các nhân vật và tất cả các dòng. Rồi. Tiếp tục. Đối với Win 3. Mình sẽ làm lần lượt nha anh em. Rồi. Chúng ta sẽ đến với bình phép cấp 3. Đó. Để chế tạo được Win 3 thì chúng ta đầu tiên cũng phải chế tạo bình phép cấp 3 đã. Nha anh em. Thì bình phép cấp 3 này được chế tạo như thế nào? Thì chúng ta vẫn cần nguyên liệu chính là một cái Win 2 nhé, một cái Win 2. Đó, hai hand này nhé, Win 2 này. Thì vẫn là cộng 9 trở lên và có 4 option. Thì ở đây mình cũng đã chuẩn bị cho anh em một cái Win 2 cộng 15 này. Đó, 2 hộp 8 option này, HP 2%. Ok, chúng ta đưa vào. Và nó có thể chế tạo ra được bình phép cấp 3 đấy nhé. Và để chế tạo được bình phép cấp 3 thì chúng ta sẽ cần thêm một con Door Flame đấy. Blast là 50 viên, 50 sụt và 50 crack. Ui, cực kỳ tốn crack nha anh em. Và 50 chao nữa anh em. Rồi tỷ lệ là 100% luôn. Vì win của mình là win 15. Win tỷ lệ này nó sẽ giảm dần nữa, nhưng mà level của win cấp 2 của anh ấy, của anh em á, hay là cấp cảnh cấp 2 của anh em càng thấp thì cái phần trăm này nó sẽ giảm xuống. Ok. Rồi, đây mình có được một cái bình phép. Đây, mình có một cái bình phép cấp 3. Rồi, sau khi có mà bình phép cảnh cấp 3, lúc vụ cấp 3 thì chúng ta đưa nó vào ở một cái chế tạo Win 3. Và ở đây nó cũng giống như Win 2, nó cũng sẽ là random nha anh em, random Win 3. Và nó cũng cho chúng ta có thể tăng phần trăm may mắn lên bằng cách đưa nguyên liệu phù vào, tức là Glitter Spirit Stone đá màu đỏ này. Thì ở đây chúng ta có thể đưa tối đa là 5 viên nha anh em, không thể đưa nhiều hơn này. Anh em để ý này, đó, không thể đưa nhiều hơn 5 viên ở server của mình. Không biết một số cái server khác thì admin họ có thể chỉnh sửa lại và nó có, họ có thể tăng tỷ lệ lên nha anh em. Cái này là không cố định ở server nào hết, tùy admin nó chỉnh sửa. Rồi ngoài ra chúng ta có thể tăng phần trăm may mắn lên bằng bùa may mắn. Và bây giờ nha anh em, và bây giờ cái tỷ lệ thành công của chúng ta cao nhất là 34%, cực kỳ thấp nha anh em, không giống như xưa. Mình nhớ là chế tạo Win 3 hồi xưa là tầm 50 hay 60% gì đấy, 50% như vậy. Bây giờ chỉ còn 34% thôi. Anh em có để, rồi anh em lưu ý nhá. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo luôn. Tí nữa mình sẽ nói làm sao để chế tạo ra đá đỏ Grit nha anh em, Grit Spirit Stone. Đó, fail rồi anh em này, tách rồi này. Mình còn một cái nữa, múc tiếp. Tách luôn, hai lần fail liên tục này. Tỷ lệ cực kỳ thấp, nên anh em lưu ý khi úp win. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chế tạo đá đỏ. Để chế tạo được viên Grit Spirit Stone đấy, viên đá đỏ thì chúng ta vẫn là giống như đá xanh, chúng ta chọn gỗ binh và chúng ta combine magic stone. Và bây giờ chúng ta đưa vào ở đây là cái gì? Chúng ta sẽ đưa vào đồ thần đi nhé. Chúng ta đưa vào đồ thần đấy, cộng chỉnh trở lên và 4 option. Đó, ở đây thì chúng ta có thể chế tạo, nó dự đoán là có thể 5 đến 6 viên. Ok, bridge 5 viên. Rồi, cắt. Tiếp chúng ta sẽ chế tạo win 4. Win 4 thì chế tạo như nào? Ta sẽ kéo xuống đối với mục Win 4. Rồi đối với Win 4, nó cũng sẽ yêu cầu chúng ta đưa vào một cái Win 3 nhé. Đưa vào chúng ta một cái Win 3 cộng 13. Bây giờ là cộng 13 nhé. Cộng 13 hoặc 4 option. Và nó sẽ tốn là một Wooden Flame. Đấy, Wooden Flame là cái này anh em. Có anh em có thể đi săn được nhé. Rồi, rồi tốn là Golden Stancer. Đó, 60B, 60 sụt, 60 crate và 60 chao. Thì chúng ta chỉ tạo được một cái bình phép cấp 4, cảnh cấp 4 nhé. Rồi sau vì ở đây mình không có Win 3 nên mình sẽ không úp cái đoạn này. Tiếp tục chúng ta sẽ nâng cấp thẳng Win 4 luôn. Đây, sau khi có được binh phép cảnh cấp 4 thì chúng ta sẽ đưa nguyên liệu chỉnh vào. Đó, main material này anh em. Rồi bây giờ nó random này anh em, thấy giao diện nó thay đổi không? Nó sẽ nhảy 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 liên tục. Ở đây chúng ta cũng chỉ có thể bỏ cao nhất là 5 viên đá Glitter Spirit Stone. Ok chưa? Và chúng ta vẫn có thể bỏ mua 10% vào. Và tỷ lệ cao nhất tạo ra Win này cũng chỉ có là 34%. Nha anh em, 34% thôi. Bây giờ chỉ tạo Win 4 rất là khó. Hồi xưa là 50% lần, mà bây giờ chỉ có 34. Tiếp tục chúng ta sẽ combine nó. Tạch luôn rồi anh em. Rồi, ngoài cả cái cách
để chế tạo cánh cấp 4 ở trên cũng như là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì chúng ta còn một cách nữa để chúng ta có thể có được Win 4 VIP của server. Đấy. Thì cái cách này á, là chúng ta sẽ sử dụng Win 4 Voucher. Đấy. Thì ở cái này thì sẽ tùy server, có server họ gọi là sẽ là Win 4 Ticket, có server họ sẽ để là Win 4 Voucher. Và mình cũng đã hỏi ý kiến của admin đối với server của mình thì vật phẩm này chỉ được add vào, chỉ được add vào nhé, ở event, một số event lớn, ví dụ như là event 20 tháng 10 của Việt Nam mình chẳng hạn, nếu ngay giáo Việt Nam chẳng hạn, admin sẽ mở ra một event và chúng ta cả server sẽ có một vài người có khả năng nhận được cái voucher này thông qua nhặt một số vật phẩm để quy đổi. Nếu như mà anh em chơi server real thì nó sẽ có một quá event mà có thể được sắp xếp, ví dụ như là Golden Egg đó, tương tự như Golden Egg quả trứng vàng anh em. Sau khi anh em mở ra được quả trứng vàng ở cách là đi nhặt tất cả các map trong quá trình đi luyện level hoặc là đi farm đồ, thì anh em mở ra được Golden Egg thì anh em sẽ có thể dùng Golden Egg để anh em quy đổi thành cái nguyên bộ voucher này, chẳng hạn như là hai quả này, chẳng hạn ba quả trứng vàng đó, thì anh em sẽ đổi được một cái nguyên bộ voucher hoặc là nguyên bộ ticket, nó tùy tên gọi nha anh em. Rồi, cách sử dụng của nó thì rất là đơn giản, nó cũng đã ghi rõ khi mà chúng ta chỉ vào vật phẩm. Ở đây nó đã chỉ cho chúng ta là nhấp chuột phải vào cái vật phẩm quy đổi này, đấy nó sẽ xuất hiện cho chúng ta một giao diện mới. Đó, anh em thấy VIP không? Đây là giao diện để chúng ta có thể quy đổi win 4. Và ở đây mục chọn win thì anh em có thể chọn bất kỳ cái win nào anh em muốn. Anh em. Và nó cộng 11 và được có lúc. Ví dụ mình là nhân vật DK đi, mình cần DK mình sẽ chọn là DV win. Đó, ảnh DK nó được hiển thị ở đây. Anh em thấy không? Và ảnh đồng của nó cũng khá là đẹp và làm khá là chỉnh chu. Rồi, tiếp đối với open win thì chúng ta sẽ có thể có tỷ lệ may mắn từ 2 đến 4 ộp nhé. Thấp nhất là nó sẽ ra được 2 dòng và cao nhất nó sẽ ra 4 dòng. Và Grid tức là cái phần trăm của mỗi dòng á, thì nó có thể là từ thấp nhất là level 3 và cao nhất là level 4. Thì đối với server của mình á, level 3 nó sẽ tương ứng với 3% và level 4 thì nó sẽ tương ứng với mốc 4% của dòng option của win nha anh em. Và để chế tạo được cái win option này thì chúng ta sẽ nhập vào green cho mình. Đó. Và chúng ta có 100 lượt để chúng ta có thể quy đổi nha anh em. Đấy, dòng đầu tiên, dòng thứ hai, dòng thứ ba. Đó, ba dòng đều level 3. Đó. Rồi, tiếp tục anh em, nếu như không muốn, anh em không muốn những cái dòng này, anh em thấy không, dòng xuyên giáp này. Nó ghi là 6% nhưng đối với server của mình chỉ là 3% thôi nhé. Cái này sẽ tùy admin họ sẽ chỉnh sửa cho phù hợp với server, tùy với lượng đam của mỗi nhân vật ở server mà anh em đang chơi nữa, nên nó sẽ không cố định đâu. Cái này anh em sẽ phải hỏi ý kiến của admin trước. Đấy, 4 dòng anh em này cũng khá là ngon. Xuyên giáp, double đam, excellent đam và strain, toàn những dòng ngon của DK hết, nhưng mà nó chỉ là level 3 thôi và nó chỉ được 3% nên mình không muốn. Đấy, mình tiếp tục quy đổi. Đó, chúng ta có 100 lượt mà. Rồi, không thích đúng không? Quy đổi luôn. Đổi cái hát. Ui, ui, toàn là level 3 không vậy? Tiếp. Khi mà anh em đã quy đổi được rồi thì nó sẽ mất cả cái dòng mà đã có trước đó nhé. Còn cái này được 3 dòng này. Chuyên giáp ngon này anh em. Nhưng mà đúc 15 nó được có level 3 à? Rồi, 7 lần rồi anh em. Ta sẽ có 100 lần nhé. Anh em ngồi nhấp thoải mái luôn. Nhấp khi nào, để khi nào mà anh em cảm thấy cái dòng đó anh em thích hợp rồi thì anh em sẽ giữ lại bằng cách nhấn exchange. Bây giờ mình chưa muốn đấy, mình đang muốn kiểm là xuyên giáp và double level 4 chẳng hạn. Đó, có xuyên giáp level 4 rồi nhưng mà double chỉ có level 3, tốt nhất nó ra 4 ộp thì càng tuyệt vời hơn anh em ạ. Ui, 3 ộp. Cái vật phẩm này khá là giá trị đấy anh em, rất là giá trị, nên khả năng mình sẽ thêm vào server chỉ ở một thời điểm các event lớn thôi, chứ không thể để tràn lan ở trong server được vì win nó quá bá. Như này thì sẽ mất cân bằng của lượng đam trong game. Đó, đó, double excellent đam. Rồi, mình sẽ lấy cái dòng này để mình ví dụ cho anh em. Ở đây người hẳn nó ghi 7% này anh em, thấy không? Nó đều ghi 7%. Đó, nhưng mà thực chất khi mà nhận về nó chỉ ở đối với server của mình nó chỉ là 5% thôi. Level 4 tương ứng với 5% và level 3 sẽ tương ứng với 3%. Anh em để ý nha, cái dòng excellent đam này nó là level 3, ok chưa? Thì tí nữa nó sẽ là 3%. Chúng ta nhận vào trên để chúng ta quy đổi. Đây, win 4 của chúng ta nhận được đây. Anh em thấy đúng chưa? Một cái win 4 tổng 15 lúc và được add thẳng một ộp 1% HP, 5% xuyên giáp, 5% double và
3% excellent dam đó, level 3 chỉ được 3% thôi anh em, và được tăng thêm 10 điểm trên đó, và nó chưa được thêm dòng thuộc tính anh em. Ok chưa ạ? Rồi, trên đây là những cái cập nhật về cách ép win từ level 1 đến level 4, cũng như là cách quy đổi khi mà có rate ticket win boost. Và hy vọng video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em, đặc biệt là các anh em mới chơi. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Và anh em nếu thấy video hay thì xin để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh anh em. Và có bất kỳ gì thắc mắc thì anh em có thể để ở phía dưới comment giúp mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.